Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông Lê Tùng Lâm và Võ Tín trong sáng nay có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Xuân Hà nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội mà thành phố đạt được trong thời gian qua sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Các cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, nổi bật là tình trạng thiếu bãi đỗ xe, ùn ứ giao thông cục bộ tại một số tuyến đường vào giờ cao điểm. Nhiều cử tri cũng nêu ý kiến về công tác luân chuyển cán bộ, quy hoạch đô thị. Nếu mà khai thông các cống rãnh ở đây nghe thấy toàn là đất không, cát không, thì khi mưa bão lụt nước trôi ở đâu sẽ trôi lên tình lề đường làm đường, làm gây ra ngập lụt. Đó. Cái nếu chúng ta phải xem cái đội nào, trong thành phố này có cái đội nào để làm chuyện đó, mà cái đội đó phải thường xuyên là 6 tháng hay 1 năm phải khai thông cống rãnh một lần. Nhưng ở đây tôi thấy rằng 3 năm hay 5 năm chưa thấy cái đội nào làm được chuyện đó. Bà con cử tri phường Xuân Hà đề nghị cũng cần có giải pháp cụ thể cho vấn đề thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện, đồng thời ra soát các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 để góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội.